Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Xuân là sự xung ta hương, đó là tác giả của Đối Nhiên, là anh Chi Linh. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này. Qua tiếng hát đã thực sự sự đồng hành cho quý vị khán giả trong nhạc phẩm Xuân là sự xung ta hương. Xin mời.